lớp trường xịn dòng sông Lam, kính tặng lớp bài thơ chuyện kể về thành Bình Minh. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và an lành. Có một câu chuyện rất hay, nghe đồn trên mạng thường ngày kháo nhau. Có hai chồng vợ rất giàu, đất đai, nước đại ngựa phi mỏi giò. Ông chồng là một quan to, nổi đình nổi đám một thời làm ăn. Bình Minh Thành mới nổi lên, luật làng sơ hở anh liền thời cơ. Vợ đầu có tía quan to, thiên thời, địa lợi anh vơ một vùng. Đến nay vẫn cứ lùng nhùng, thưa lên kiện xuống vẫn không rõ ràng. Thế mạnh dần cũng huề làng, tiền anh gom góp xây thành đại kham. Già rồi nhưng chí vẫn ham, quyết không ngừng nghỉ vẫn màng thanh danh. Âu rằng cũng bởi nhân duyên, đẹp trời một thừa gặp loàn hàng Nga. Trong lòng chán ngán vợ già, tía thời đã hết nên ta nghĩ trò. Vợ già thanh lý xuất kho, xạo loàn thay thế về lo việc thành. Ngày càng tiến triển làm ăn, kim cương cả rổ mang khoe siêu giàu. Vợ trẻ nên thích làm ngầu, chồng già bất lực nên chiều cho êm. Lên mạng đều đặn live stream, lúc đầu chính nghĩa nên fan vào đầy. Lâu dần trở tính ngây ngây, chị càng lệch chuẩn đêm ngày rêu rao. Hết khóc rồi lại kêu gào, đến cười rồi hát nhao nhao làm trò. Nghĩ mà đất nước thấy lo, trên mạng đâu phải làm trò cho vui. Nói năng phải biết giữ lời, trẻ con nó hỏng lòng người bất an. Thế rồi còn dám cả gan chiếm sóng thời sự giờ vàng quốc gia. Chửi bới không nể người ta, khổ thân những kẻ mà bà quan tâm. Đứng sau ô xít phu quân, người đầy toan tính pháp binh thông tường. Thao túng luôn cả chính trường, mưu mô chưa rõ đành chờ phanh phui. Mọi sự sẽ rõ ràng thôi, đang chờ phương thảo nhiều người quan tâm. Trên mạng cứ nói rầm rầm, báo nô vẫn chịu miệng câm ngậm hòn. Tiền vào rủng rình nhiều hơn, thầy tu mạt pháp bào mòn hùa theo. Đạo diễn lên mạng lèo nhèo, bênh bực một kẻ nói leo kiếm sèn. Một đám cừu trắng rất hèn, hô hào hổ ủng tung lên bầu trời. Hacker nay chán chị rồi, trung thành là thế để rồi chị bêu. Quả ớt một thừa chị yêu, giờ đây cũng bỏ cho yên thân mình. Bài hát khen ngợi chị xinh, giờ đây cũng tắt bên miền cờ hoa. Ngồi đây chị cứ lưu loa, vaccine khí thở đựng vào cái can. Bệnh viện từ chối khôn ngoan, tránh đi ai oan cho mình mai sau. Dần dần đã có một câu của cho mắc nợ về sau giờ trò. Vài ngày lại đến một giờ, chị ta lại nói vu vơ tố người. Bên Mỹ họ cũng xin rồi, bà con đã khổ bớt lời nhói tai. Đã thế lại nói cực dài, nói dài, nói dài để người chửi cho. Cẩn thận không lại vào kho, cái lò bác trọng đã dò đến nơi. Tối qua tố cục đờ môi, thách người ta kiện để tao đi hầu. Ô xít không biết nay đâu, lá mít để vợ phơi trần ra kia. Còn không lo dần là vừa, bí thư chủ tịch chẳng chừa một ai. Cụ tổng đã phải thở dài, quan tham chức khủng chín rồi sẽ sơi. Mong mọi người nhấn nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn.